Panda. I got broads in Atlanta. Since you throw me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hey, yo anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Vũ Đài Gaming. Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời chúc mừng năm mới Happy New Year đến toàn thể tất cả các anh em. Hy vọng năm 2021 anh em sẽ tiếp tục đồng hành với cùng với mình trong chặng đường review cũng như là build nhân vật cơ bản. Thì để bắt đầu sự kiện năm mới, chúng ta hãy đến với nhân vật Merger, một nhân vật cũng khá là quen thuộc đối với những bản season sau này của MU. Hiện tại trước mặt chúng ta đây là nhân vật Chính Trong, hay là còn gọi là Chính Trong, và một anh trai đến từ Sài Gòn. Với lỗi build em Merger thì sức mạnh của em nó ra sao, cũng như là khả năng clear quá như nào, chúng ta hãy bắt gặp em bây giờ. Ok, và để test down em nó thì mình đã di chuyển đến map Jungeon 5 để xem khả năng clear của em nó như nào. Cũng khá là tốt, khả năng clear quả khá là nhanh, lượng đam gây ra là trên 100k đam, cực kỳ ổn định. Có vẻ mình đã khinh thường em nó với những cái map nhỏ lẻ như vậy, nhưng mà không sao, chúng ta hãy đến qua với. Ok, để test đam em nó thì mình đã đến với map Deep Jungeon 5, nhưng mà có vẻ như mình đã khinh thường. Khả năng đam của em nó cực kỳ tốt, cũng như là lượng đam gây ra cực kỳ lớn, tầm trên 131k đam. Thì để đạt được lượng đam như vậy, trang bị của em nó ra sao, chúng ta hãy đến ngay bây giờ. Đầu tiên chính là cái vũ khí cong 11, vũ khí 600 hay còn gọi là Dart Angel ADA, với ộp là level 20 và 10% thôi, cũng khá là bình thường. Một cái win cong 11 không có lúc, nhưng đổi lại là win 86 và đúc của đam 3%, cũng 81. Kèm theo đó là áo quân với set suit magic cộng 9, không có gì là quá nổi bật. Và vũ khí thứ hai bên tay trái của em nó là một cái gậy 380, một cái gậy socket được khảm 3 xích. Và thứ tư là 10 đam rain, tỷ lệ đam hoàn hảo, tăng đam sức mạnh phép thuật và tăng attack, không có gì nổi bật cho lắm. Kèm theo đó chỉ là một cái vòng cổ vậy là 10% cũng như là level 20, và một cặp nhẫn bonus gen và là quýt đáp, không có gì đáng nói. Ui, quá là cùi. Kèm theo đó là một con đun xeo, một cái xe thuộc tính hai ô cực kỳ chán. Tuy vậy đối với set cực kỳ thấp cũng như là vũ khí win không có gì đáng nói, nhưng mà lượng đam em nó gây ra cực kỳ tốt. Thì để có được lượng đam như vậy thì chúng ta nên tăng bảng C như nào và bảng mặt tấn công ra sao. Đầu tiên chúng ta hãy đến với bảng C. Ok, chúng ta hãy đến ngay với bảng C của em nó. Thì đối với bảng C, strength chỉ là tăng 347, đủ để mang đồ và áo quần, không nên tăng quá nhiều vào strength. AG là 647 và năng lượng là 2k4, gần 2k5. Thì tại sao là năng lượng lại cao như vậy trong khi AG lại cực kỳ thấp? Vậy nhân vật MG có cần nhanh nhẹn hay không? Đối với khả năng thả skill down của em này á, thì bạn tăng sức, bạn tăng vào nhanh nhẹn càng nhiều thì khả năng thả càng nhanh, nhưng đổi lại thì lượng đam gây ra trên mỗi lượt thả của bạn quá thấp. Nên nếu như là mình sẽ tăng nhanh nhẹn lên khoảng tầm 800-900 và dồn lại cho Agi số điểm còn lại. Nhưng do nhân vật này đang đi trên với team, và trong team là có nhân vật Rune Wizard, một nhân vật có skill buộc tăng tốc độ đánh, nên anh này đang chỉ tăng là nhanh nhẹn 647 thôi. Và lượng sự attack speed đạt được là chỉ là 103, và máu là không tăng nha anh em, tuyệt đối máu không tăng. Thì đối với áo quân như vậy cũng như là cách tăng bảng C như này thì crit dam của em nó là 30%, dam hoàn hảo là 51, double dam là 24 và triple dam là 2%. Đây là những thông số cơ bản của em nó. Với một thông số cơ bản không có gì đáng nói, nhưng lượng đam gây ra là cực kỳ ấn tượng. Vậy với bảng C như vậy, chúng ta nên tăng Master cộng như ra sao, cũng như là bảng Master thường. Chúng ta hãy đến ngay với bảng Master. Đối với bảng Master ở cột thủ, tất nhiên là ưu tiên cho PVM, tăng hồi mana, hồi máu cũng như là hồi cột tim để có thể có được lượng AG AG phục vụ cho việc thả skill, tăng một chút thủ của đẹp và tăng phòng khả năng phòng thủ thành công. Ở đây sẽ là lấy 20 điểm vào NE và 20 điểm vào nhanh nhẹn, mỗi điểm 13 điểm cho strength và máu. Ở cột cảnh chúng ta không nên tăng vì ô cảnh này chỉ có tác dụng khi các bạn sử dụng cảnh cấp 3, còn nhân vật này đang sử dụng cảnh cấp 4,
cột kính này không có tác dụng, chúng ta nên dồn điểm vào các ô khác. Đối với ô skill down thì như nào? Đối với skill down, chúng ta tăng 20 điểm vào khả năng tấn công thành công và tăng các ô skill cơ bản để có thể học được skill rút. Ở đây anh ấy tăng 15 điểm vào máu, 11 điểm vào mana, 11 điểm vào max AG và để tăng được 18 điểm vào máu khi mà lên các map có thể thủ được. Đổi lại, anh ấy sẽ tăng vào 20 điểm Magic Mastery. Thì để được tăng được Mastery, anh em phải bắt buộc tăng skill quầy rồng, sau đó dồn điểm qua 20 điểm vào ô này. Tiếp theo, với bảng tấn công, thì bảng tấn công anh ấy tăng 13 điểm vào Attack Success Ray. Đây là khả năng PvP nha anh em. Tiếp tục dồn 20 điểm vào vũ khí gầy một tay, 10 điểm cũng vào vũ khí gầy một tay, mắc điểm. Chia đều cho 10 điểm với ô mana và máu để tăng khả năng phục hồi khi đi trên quái. Dồn điểm vào tăng khả năng quýt đăng như anh em có thể trên màn hình. Và lấy 11 điểm vào ô khả năng phục hồi 100% máu. Đây là một ô cực kỳ quan trọng khi anh em đi PvM, mang lại lượng hồi phục cực kỳ khả đáng kể. Tiếp theo, đối với ô tăng double đăng thì chúng ta tăng 11 điểm chia đều cho phá giáp và double đăng. Bây giờ chúng ta hãy đi đến với bảng Master Cộng. Đối với bảng Master Cộng thì anh em sẽ phải di chuyển qua 1, 2, 3 và ô thứ 4. Ở ô thứ 4 chúng ta sẽ tăng vào skill thả thiên thạch tím, Dark Blast, tăng max điểm vào ô đầu tiên. Đây là một điều cơ bản cho tất cả các nhân vật. Và sử dụng băng như rất nhiều video mình đã nói ở trước. Đi PvM khi mà bạn không có một lượng clear quá nhanh cũng như là một đường thủ quá tốt thì nên vào tăng vào băng để tăng khả năng tấn công của quái và bản thân. Tiếp theo, tăng 15 điểm vào ô tăng max HP để có được là 1050 điểm vào máu, tăng khả năng trụ. Dồn 30 điểm vào attack power, 40 điểm vào NE, 35 điểm vào skill down và 20 điểm vào khả năng tấn công của Wing. Ô này chỉ có khi anh em mang Wing 4 lên tăng nha anh em, mà anh em mà dùng Wing 3 là không có tác dụng. Đây là một số cái tích tăng cơ bản cho nhân vật này. Thì để với cái tăng như vậy thì khả năng đi trên của em nó ở các map cao như nào? Bây giờ chúng ta hãy đi trên với các map với level cao hơn để xem được khả năng tấn công cũng như là khả năng trụ của em nó đối với quái ra sao. Chúng ta hãy bắt đầu với map 800. Đối với map 800, khả năng clear quái ui cũng cực kỳ khá là ấn tượng. Với lượng đam đem lại là bao nhiêu đây? Trên 100k đam, cực kỳ tốt. Nhưng mà lượng máu phải chịu khá là cao, gần 500 máu cho một hit của quái đánh vào bản thân. Hiện tại nhân vật này chỉ là mang set 900 và vũ khí là ADA nên khả năng clear quái không được tốt. Anh em phải chấp nhận điều này khi mình mang vũ khí chưa đủ. Magic phù thủy một thả. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với map 850, Cú Bay Mai. Ui, vẫn trên được nha anh em. Map 850, set 900, vũ khí 600, quyền 4, cộng 11. MG vẫn trên cực kỳ là ổn định. Tuy rằng không phải là một hit chết quái, nhưng mà vẫn trụ được. Khả năng quả đây là cực kỳ tốt. Không thể chê trách gì với một cái set 900 và một cái vũ khí 600 được. Wow, cực kỳ ổn định. Vì đây là nhân vật phép thuật nên anh em phải đứng xa quái ra, không nên đứng gần quái. Anh em mà đứng gần quái là quái tát chết á. Lượng đam mà quái gây ra cho nhân vật là cực kỳ, cũng là khá là thốn nha anh em. Bao nhiêu ta? Để mình xem nào. Hình như là gần 800 ấy, 800 trên một hit. Máu mình chỉ cần là 4k5. Đối với một server nâng reset thì cực kỳ đau này. Cực kỳ tốt, đúng thôi nhé. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đến với map AB Atlant, AB1. Hy vọng là em nó có thể trên được. Đi qua bên này.
Cậu, cậu trên được hay không đây? Mình là gần 100 ca đam, đường máu của mình tụt là khá là lớn. 1 ca 2 máu trên 1 thịt của quái đánh vào bản thân mình, nhưng mà vẫn trụ để farm được. Khi mà đi với team chỉ cần có thêm một EE book là em lại sẽ farm tốt. Hừ. Thả. Vậy đối với map cao nhất hiện tại, em đã có thể trên được hay không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với map 1050, map cao nhất. Mình chỉ hy vọng là em đã có thể gây đam được, chứ không hy vọng nhiều bởi việc em đã có thể trụ. Bởi vì một cái xếp 900 và một cái vũ khí 600 thì không thể bao giờ làm nên cái chuyện có thể đi trên được cái map cao nhất, khi mà level chưa là phải là level cao nhất hiện tại của em đó. Vẫn gây được 80 ca đam. Ồ, về thành. Quái tát cực kỳ đau. Bây giờ chúng ta sẽ đi tẹt lại một lần nữa. Lượng đam mà quái gây ra cho em nó khá là nhiều, nhưng mà chỉ cần lên set hoặc chỉ cần lên vũ khí, chỉ cần lên được vũ khí 1000 hoặc là 900 thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Em nó sẽ trên cực kỳ tốt ở cái map này. Nhưng bây giờ chỉ là set 600, là set 900 và vũ khí là 600 nên mình sẽ không thể trên được. Không có búp luôn, không búp, không có khuyên tai, không có nhận ring. Win thì chỉ có cộng 11. Mà em đã có thể farm như vậy là đã là không thể chế chất gì được nữa rồi. Trên đây là mình đã review về nhân vật MG của nhân vật Chinh Trong. Sắp tới mình sẽ cố gắng build thêm một nhân vật MG với max level và một thông số build gần như là chuẩn nhất đối với MG có thể đi PVM. Thì việc đi PVM mà build cho em nó khá là dễ đối với nhân vật MG. Chỉ có cái khó khăn ở đây là đi PVP thôi. Nhưng mà biết đâu được sẽ có một điều gì thú vị xảy ra thì sao. Hy vọng cách build trên này có thể giúp anh em build tốt ở server mà anh em đang chơi. Anh em có thể tùy biến chỉnh lại một số điểm cũng như là một số cái bảng pull mà theo anh em là nên tăng. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho anh em. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.